bà Thơm đúng không? Hả? Chuyên làm máy bay, lừa gạt tiền của người khác. Trả tiền lại tôi nhanh. Cậu là ai mà cậu biết tên tôi mà cậu nói gì vậy? Là ai hả? Tôi đến đây để lấy tiền. Đưa tiền đây cho tôi nhanh. Ủa, cậu nói tôi không hiểu gì hết trơn á. Sao tự nhiên cậu nói tôi là tiền sao? Bà đừng để tôi nóng nha. Đừng có giả bộ. Đưa tiền đi. Cướp. Cướp không? Anh là cướp hả? Anh ngon rồi, giữa ban ngày dám đi cướp hả? Biết chuyện gì không mà nói hả? Bà lừa gạt tiền của tao, tao đến đây đòi lại, đó là điều hiển nhiên. Ủa, cái vụ gì vậy cô Thơm? Tí này không phải đâu, cô không hiểu chuyện gì. Tự nhiên cái cậu ta tới cậu nói cái gì bay bay bà già rồi cái gì cô không hiểu gì hết á. Bà mà còn nhẫn mặt với tôi á, tôi xử luôn bây giờ, đúng không? Ôi, anh trai, cái gì từ từ nói ha, giận quá thì mất khôn. Cô Thơm tính ra cũng lớn tuổi rồi, mình phải kính trọng chứ anh. Kính trọng hả? Mày nhìn cái hạng người như bà coi, đáng để cho tao kính trọng không hả? À, bây giờ trả tiền đây nhanh. Cuối cùng là sao cô Thơm? Cô không hiểu gì hết trơn á. Con xem như nào tự nhiên cái nói vậy tay bay vào gió tới cô mà. Anh, mình nói thì mình cũng phải có bằng chứng chứ, tự nhiên nói vậy người ta cũng khó tin á anh. Được, muốn bằng chứng đúng không? Nè, coi đi, bà với đồng bọn của bà lập trang web này ra, rồi tao vô tao đăng ký kêu là phải chuyển 2 triệu tiền môi giới. Tao cũng chuyển, tao chuyển xong sau đó tao gọi số điện thoại không được, biến mất luôn. Bây giờ tao tìm được tới bà, không trả tiền cho tôi á, tôi phá banh cái nhà bà luôn. Cái quán của người ta, từ từ ha. Ủa, dịch vụ cung cấp máy bay bà già, chọn ngày chọn đêm 50 triệu. What? Chưa hết đâu, kéo lên đi. Ủa, cô Thơm, hình cô nè. Ôi trời, tính rồi tính, làm sao giúp cô cái chuyện này chứ không để hàng xóm người ta cười chết luôn á. Anh ơi, điện thoại của anh. Giờ vậy đi, thiệt ra thì chắc là anh bị lừa đảo rồi. Chứ cô Thơ mày đó giờ nổi tiếng ở cái vùng này á, là người mẫu mực, không làm ba chuyện bậy bạ ở đâu. Cái này chắc mình phải tìm hiểu ngọn ngành đầy đủ á anh à. Là sao? Nếu mà tao bị lừa thì bây giờ phải tìm được cái bọn nó ra để chịu trách nhiệm trước pháp luật. Phải tìm ra, còn nhiều người khác bị nữa mà. Thì cũng tại mấy ông, biết bao nhiêu công việc kiếm tiền không làm, đi đốt cái giai đoạn làm ba cái việc đó đó. Rồi nghiệp nó quật thấy chưa? Con ơi, con giúp cô đi chứ, cứ để chuyện này nó như vậy á, người ta cười chết luôn. Con biết rồi, hai người yên tâm đi, để con. Hello anh Tính. Hello em, của em 400. Cảm ơn anh. Nè, khỏi thói bo luôn á. Gì ghê vậy, hôm nay em tôi sang dữ trời. Có nhiều đâu, anh nhịn sắp tiền của em đi. Tiền rách. Mấy bà nội này nghĩ sao đưa tiền rách sao xài. Rách đâu mà rách, cái này nó ship ly thôi à, em vuốt thẳng lại là xài được rồi. Mà thôi bỏ luôn đi. Ừ. Nhăn vậy sao xài. Trời, con bé này, em vuốt lại cái là em xài được rồi. Trời ơi, đang là sinh viên mà, làm chi cho phung phí vậy. Cái gì đâu, bình thường mà. Nè, đó, anh thấy không, mới đó mà tin tin nữa nè. Em nhiều tiền, nhiều đó nhầm nhò gì đâu ạ. Chà, nè bé, em làm gì em có nhiều tiền vậy? Chỉ anh đi coi, đi ship ít tiền quá. Gì, miếng bánh ngon ai đâu chia được. Thôi, anh lo đi ship hàng đi. Vô nha. Con bé này, làm gì em có nhiều tiền vậy ta? Nó là cháu cô Thơm, nên việc lấy hình ảnh cô Thơm chắc cũng là không khó. Không lẽ cho em ly cà phê chị ơi. Cho anh hỏi, đây phải dịch vụ môi giới máy bay không ạ? Anh đang cần làm gói dịch vụ 10 triệu em. Vậy thì em sẽ chốt đơn cho anh, nhưng mà 20% hoa hồng nha. Tiền bạc cho anh thành vấn đề, nhắn lên số tài khoản nha. Ok anh. Vô mánh. Ê, nè, trả điện thoại đây coi. Ủa,
Anh chính là người vừa gọi điện cho em. Cách kiếm nhiều tiền của em đi hả? Đây là những đồng tiền bất chính đó em biết không Nguyên? Thì kệ em đi. Nhưng mà cô Thơm là dì ruột của em đó. Út dậy nè. Mẹ mày mất đi. Dì mày nuôi mày ăn học tới bây giờ. Mày chẳng nghĩa gì mày như vậy. Mày lấy hình ảnh của dì mày đưa lên mạng rồi lừa đảo người ta. Mày nghĩ coi, mày học cao hiểu rộng, tại sao cái đầu mày không có nghĩ hả? Dì, con không có muốn vậy đâu. Dì ơi, dì cho con xin lỗi đi. Tại con cần tiền xài chứ con cũng không có muốn vậy đâu. Dì, em nói vậy cũng không có đúng nữa. Em cần tiền xài hả? Cần tiền xài có nhiều cách mà. Với lại á, em không bao giờ thiếu tiền đâu. Cô Thơm có bao giờ để em thiệt thòi không? Cô luôn lo lắng cho em đầy đủ luôn á. Nếu mà dì mày dạy mày không nghe, để cho xã hội nó dạy mày. Ôi dì ơi. Tính à, cô rất cảm ơn con. Con đã giải quyết cho con cái chuyện này. Để cho hàng xóm nó nắng giềng á, người ta không hiểu lầm về cô. Dạ, có gì đâu, cảm ơn cô ơi. Nguyên, những hành động của em á rất đáng bị lên án. Anh nghĩ là phải để pháp luật trừng trị em rồi. Anh, tha cho em lần này đi anh. Muộn rồi em. Anh là tính shipper, giải tính shipper thì không gì là khó. Không bao giờ lên được.